Cũng liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông, vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm qua 5 tháng 8, tại khu vực đoạn giữa đèo Prenn thành phố Đà Lạt đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Rất may không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ tai nạn làm hư hỏng nặng 4 xe ô tô các loại và kẹt xe cục bộ nhiều giờ liền. Tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy, xe ô tô Everest mang biển số 49LD00062 do tài xế Nguyễn Duy Trung, 39 tuổi, ngụ Đà Lạt, đã vi phạm làn đường khi lưu thông từ hướng Đức Trọng về thành phố Đà Lạt, va chạm mạnh vào xe taxi 4 chỗ và 7 chỗ của một hãng taxi trên địa bàn thành phố đi ngược chiều. Sau cú va chạm đó, xe taxi 4 chỗ tiếp tục tung mạnh vào xe Mercedes đi hướng ngược lại và quay đầu về Đà Lạt. Vụ tai nạn đã làm hư hỏng toàn bộ đầu xe của các phương tiện, trong đó xe Everest và xe Innova 7 chỗ bung hoàn toàn túi khí, 3 người bị thương. Trong đó có một hành khách đi trên xe taxi bị gãy tay và đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm trời mưa lớn, đoạn đường đèo nhiều khúc cua trơn trượt. Sau khi nhận được tin, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Vụ tai nạn đã gây kẹt xe cục bộ hơn 2 giờ đồng hồ trên đường đèo, buộc các phương tiện chuyển qua lưu thông theo hướng đèo Mimosa. Đến 16 giờ 30, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý khắc phục hiện trường, đảm bảo lưu thông thông suốt. Đà Lạt đang trong mùa mưa bão, vụ tai nạn trên là lời cảnh báo đối với các phương tiện lưu thông trên đường đèo Prenn, cần đảm bảo tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành các quy định về luật giao thông đường bộ, tránh tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.